Vào một buổi chiều mùa xuân tuyệt đẹp, dây họa sĩ bé nhỏ đang mải mê vẽ bức tranh phong cảnh của mình. Dây họa sĩ rất thích vẽ tranh. Mỗi khi cầm gọ lên, cô bé chỉ tập trung vào việc vẽ tranh. Nhờ vậy mà thời gian cũng trôi qua thật nhanh. Mình không nên nói điều này vì đây là tranh mình vẽ, nhưng bức tranh này đẹp thật đó. Bức tranh đẹp đó thì đã làm sao? Như thường lệ, sói xấu xa lại ghen tị với tài năng của dê con. Họa sĩ, ngươi thậm chí còn không vẽ được cái đuôi của ta nữa kìa. Sói xấu xa tin rằng hắn có thể vẽ đẹp hơn nhiều. Muôn thú sẽ thấy ai mới là họa sĩ giỏi nhất trong thị trấn. Còn dê kiêu ngạo đó sẽ phải xấu hổ khi tự phóng cho mình là họa sĩ. Bức tranh nhìn buồn cười quá sói ơi. Chính xác là cậu vẽ cái gì? Không phải quá rõ rồi sao? Hả? Đây là bức chân dung tự họa của mình. Nhìn giống mình quá đúng không nào? Đẹp trai quá chừng. Nhưng mà cái này nhìn giống con khỉ hơn. Còn dê họa sĩ đó không có ở đây, mình có thể thực hiện kế hoạch của mình rồi. Bức tranh của người vẫn chưa có đẹp lắm đâu. Để ta điểm thêm một chút vào đây, như vậy nó sẽ càng đẹp hơn. Những đốm trắng này là gì vậy? Ôi không, hư mất bức tranh của mình rồi. Gấu trúc và voi đang đến đây. Khi họ thấy bức tranh của ngươi, họ sẽ biết ai mới là họa sĩ giỏi nhất. Chào mừng các bạn, để mình trình bày về bức tranh của mình nha. Wow, cái này thật tuyệt vời. Bông tuyết điểm trên những bông hoa nhìn thật đẹp. Tài quá đi. Bạn đã thể hiện rất nhiều cảm xúc chỉ trong một bức tranh. Quá tuyệt vời. Mình rất vui khi các bạn thích bức tranh của mình nhiều đến như vậy. Gì chứ, là mình vẽ mấy bông tuyết đó mà. Mấy con vật ngu ngốc đó chẳng hiểu gì về nghệ thuật hết. Và cuối cùng, kế hoạch của sói xấu xa lại thất bại thêm lần nữa. Ngày xưa, khi trang trại vừa thức dậy đã vang lên tiếng kêu ầm ĩ. Trứng của tôi. Dê nhà phát minh nghe thấy tiếng kêu nên vội chạy tới chuồng gà. Cô bé rất ngạc nhiên trước cảnh tượng trước mắt. Tất cả trứng đã biến mất và thay vào đó là các quả bóng đủ màu. Con sói đó sẽ phải trả giá. Dê nhà phát minh nhìn quanh chuồng gà.
cửa chuồng gà không có dấu hiệu cậy phá. Mọi thứ dường như đều ở đúng vị trí của nó. Sao cô lại nghĩ sói gây ra chuyện này? Thì đâu còn ai ngoài hắn. Các cô ra ngoài đi, để con kiểm tra cẩn thận lại chỗ này. Dê nhà phát minh kiểm tra lại mọi thứ bằng chiếc kính lúp của mình. Cô bé phát hiện một vết sơn, dấu chân và một ít lông dính trên lưới thép. Không thể là sói được. Dê nhà phát minh chạy ra nói với bầy gà mái về phát hiện của mình. Bầy gà mái tỏ ra rất ngạc nhiên. Con cần thời gian để biết chắc con đang đi đúng hướng. Con sẽ xem xét lại các manh mối. Các cô đừng lo. Vào lúc đó, con sói vẫn không hay biết gì nên lại lẻn vào để trộm trứng. Nó trốn sau đám cỏ khô và với tay lấy mấy quả bóng đầy màu sắc, vì cứ nghĩ đó là trứng. Sói! Ngươi đang làm gì ở đây? Các cô gà mái mà thấy ngươi là không hay đâu. Mau đi ra khỏi đây. Con sói chẳng thèm nghe và cứ tiếp tục lấy trứng. Ngay lúc đó, bầy gà mái bước vào chuồng và thấy sói đang lấy trứng. Chúng đã nổi giận. Ui, ui, đau! Nè, nè! Đừng chạm vào ta! Cứu với! Cứu ta với! Bầy gà mái chuẩn bị trừng phạt con sói thì dê nhà phát minh chạy tới hét lên. Dừng lại! Không phải hắn lấy trứng. Không phải hắn. Không phải ta. Không không. Kẻ lấy đi mấy quả trứng là dê nhà tạo mẫu. Dấu chân trên sàn, nhúm lông trên lưới thép, vết sơn đen trên mặt đất đã cho thấy là chị ấy. Bầy gà mái rất tò mò, chúng quyết định đi tìm dê nhà tạo mẫu. Quả nhiên cô bé đã lấy mấy quả trứng. Cô bé đang trang trí các quả trứng vì muốn tạo bất ngờ cho bầy gà trong ngày gà mái. Con cứ nghĩ con sẽ trang trí kịp giờ. Con xin lỗi nếu đã làm cho các cô sợ. Con rất cẩn thận vì sợ làm dở trứng, nên không nhận ra là đã tới giờ rồi. Vậy ta đã lấy gì chứ? Vỏ trứng rỗng. Chúc mừng ngài gà mái các quý cô. Ngươi vẫn còn ở đây à? Đuổi hắn đi các cô. Trong khi Mia và Geida đang cố gắng tìm cách trốn thoát khỏi căn phòng băng, nơi nữ hoàng tuyết mới đã dốt họ vào đó, họ nhìn thấy con chuột nhỏ thò đầu ra khỏi một cái lỗ. Chào em tên là gì? Em là chuột Lemming, nhưng mọi người cũng gọi em là chuột Bắc Cực. Xin chào chuột, hãy giúp bọn chị đi. Nữ hoàng tuyết đã giam bọn chị và bọn chị sẽ bị đóng băng. Em có thể giúp chị bằng cách nào? Lỗ này dẫn đến đâu vậy?
đến khu vườn bên ngoài lâu đài. Tuyệt vời, em có thể dùng móng tay của mình để mở rộng cái lỗ này không? Em không chắc nữa, chắc sẽ không dễ đâu. Em hãy thử đi, có thể em sẽ làm được. Chuột lé mình bắt đầu mở rộng lỗ. Nhưng đó không phải là một nhiệm vụ dễ dàng. Không có tác dụng rồi, các chị chờ một chút, em sẽ quay lại ngay. Em ấy đi đâu vậy? Mình hy vọng em ấy có kế hoạch. Mia, nhìn cái lỗ này kìa. Người bạn nhỏ đã kêu gọi bạn bè của mình giúp đỡ. Những con chuột lemming mở rộng cái lỗ đủ lớn để các cô gái chui qua. Đi thôi, mau lên gây đa, chúng ta phải ra khỏi đây. Cuối cùng, Mia và Gaida đã được tự do. Tuy không dễ dàng, nhưng chúng ta đã thoát được. Cảm ơn mọi người, nếu không có các bạn, chúng tôi có thể không bao giờ thoát ra khỏi căn phòng băng đó. Em rất vui vì bọn em có thể giúp các chị thoát khỏi tay nữ hoàng tuyết độc ác đó. Các cô gái chào tạm biệt những người bạn tốt bụng của mình. Bây giờ họ cần có một kế hoạch mới. Sophie đã đập vỡ chiếc gương thần. Chúng ta sẽ cứu em ấy bằng cách nào khi không có gương thần? Có một cách khác, nhưng nó sẽ rất khó khăn. Đó là gì? Chúng ta cần chuẩn bị một lọ thiện dược, nhưng nó sẽ không dễ dàng đâu. Cậu nói là thiện dược? Đúng. Trái tim của những người xấu sẽ thay đổi sau khi họ uống thuốc, và họ sẽ không còn xấu xa nữa. Vậy nếu Sophie uống lọ thuốc này, trái tim của em ấy sẽ được cải thiện lấp đầy, và phép thuật của phù thủy sẽ bị phá hủy. Phải, chính xác là vậy. Vậy chúng ta mau chuẩn bị nó đi. Mình đã nói với cậu rồi, nó không dễ dàng đâu. Nhưng tại sao? Chúng ta cần đến Vương quốc yêu tinh và lấy một chiếc lá từ hoa cầu vồng. Nhưng cậu biết đó, yêu tinh rất nguy hiểm mà. Có vẻ như chúng ta không có sự lựa chọn nào khác. Họ khởi hành đến Vương quốc yêu tinh để lấy bông hoa cầu vồng ở phía bên kia của đầm lầy sương mù. Chúng ta không thể băng qua đầm lầy, phải có một con đường khác. Chúng ta hãy đi theo hướng này, có một con đường ở đây. Chà, không có tuyết ở đây. Nơi này thật xanh tươi. Chúng ta cần vào rừng và tìm kiếm bông hoa cầu vồng. Chúng ta phải cẩn thận, không được để bị phát hiện. Hãy yên lặng, bọn yêu tinh đang ở đó. Các cô gái tiếp tục tìm kiếm bông hoa, tránh không để đủ yêu tinh nhìn thấy. Qua kìa, đây rồi, ở bên cạnh thác nước. Tuyệt vời, nhìn đẹp quá, ta hãy mau hái nó đi. Không, họ đã bắt được chúng ta. Hãy để chúng tôi đi, đồ khổng lồ xấu xí. Người khổng lồ đưa họ đến thẳng ngôi nhà của mình và nhốt họ vào trong thùng gỗ. Không biết hắn sẽ làm gì chúng ta. Mình có thể nhìn thấy hắn. Hắn đang đun thứ gì đó trong một cái vạc. Ôi không, mình hy vọng hắn sẽ không nấu chúng ta. Chúng ta cần tìm cách thoát khỏi đây. Nhưng bằng cách nào đây? Chúng ta không thể thoát được, cửa sổ này quá nhỏ. Mình biết rồi. Mia sử dụng phép thuật của mình một lần nữa. Đúng rồi, đến đây nào, chìa khóa nhỏ. Ha
là giỏi nhất đó Mia. Đi nào, đi hướng này. Ôi không, hắn đã nhìn thấy chúng ta, hắn đang đến kìa. Ngươi vẫn không chịu bỏ cuộc hả? Đỡ đây. Mau lên, chạy đi. Mia và Gaida quay lại thác nước hùng vĩ để lấy hoa cầu vồng. Lấy nó đi, nhanh lên. Mình sắp lấy được rồi. Cẩn thận, đừng đến quá gần mép nước. Mình ngã rồi, cứu mình với. Đừng lo, mình bắt được cậu rồi. Cảm ơn cậu Mia, mình đã lấy được hoa. Đi nào. Mia bắt tay vào pha chế thiện dược ngay lập tức. Bây giờ chúng ta phải cho Sophie uống thuốc này. Trong khi đó, nữ hoàng tuyết mới đang ở trong lâu đài. Cô ta tức giận vì Mia và Gaida đã bỏ trốn. Ta không hiểu làm thế nào mà những cô gái ngốc nghếch đó lại trốn thoát được. Cho ta xem chúng nào. Sophie rất tức giận khi quả cầu pha lê cho thấy Mia và Gaida đang đến lâu đài. Vậy là chúng vẫn muốn lấy đi năng lực của ta và biến ta trở thành con người cũ. Ta sẽ cho các người biết tay. Chúng ta phải cho em ấy uống thuốc bằng cách nào? Nữ hoàng tuyết sẽ phải uống ác dược vào mỗi buổi sáng để giữ được sức mạnh. Vậy thì sao? Chúng ta sẽ đổi lọ thuốc. Phòng của em ấy ở đâu? Kìa, đó là Sophie. Có vẻ như em ấy đang ngủ rất lâu rồi. Giờ thì chúng ta không thể bắt em ấy uống thuốc. Chúng ta phải làm sao đây? Đây là một cái bẫy. Hãy cùng xem những người bạn thân yêu của chúng ta có thoát được khỏi bẫy của nữ hoàng tuyết không. Các em đừng quên đón xem tập tiếp theo của chúng ta, Kết thúc của phù thủy. Nữ hoàng tuyết độc ác đã gài bẫy Mia và Gaida trong lâu đài. Các cô gái đã cố gắng cho nữ hoàng tuyết uống thiện dược. Ta đã nghe thấy mọi thứ, vì là ngươi định bắt ta uống thiện dược và tước bỏ quyền năng của ta hả? Vậy người đang ngủ trong khối nước đá đó là ai hả? Đó là bản sao của ta, cô gái ngốc nghếch à. Nữ hoàng tuyết thực sự đang đứng ngay trước mặt ngươi. Đi mau. Ngươi nghĩ rằng ngươi có thể trốn thoát khỏi ta sao? Cố lên Gaida, chạy nhanh nữa đi. Sức mạnh của ta sẽ hủy diệt các ngươi. Cây cột đang đổ xuống. Cẩn thận. Ôi không, chúng ta sẽ không bao giờ có thể trốn thoát được. Đi nào, lối này. Khi các cô gái cố gắng tìm cách thoát ra, nữ hoàng tuyết Sophie cười giòn giả ở sau lưng họ. Những cô gái ngốc nghếch. Có một lối thoát kìa, chạy thôi. Hãy xem sức mạnh của ta đây. Ôi không, nó đang đóng lại. Mau lên, chạy thôi Gaida. Không, chúng ta phải làm sao đây? Mia cố gắng nghĩ cách. Lúc đó cô ấy nhìn thấy một cầu thang đi xuống. Đi theo mình. Mia
nơi này lạnh lẽo và rùng rợn quá. Chúng ta có thể trốn ở đây. Mình sợ lắm Iya, lỡ như cô ta tìm thấy chúng ta sao? Đừng lo, chúng ta sẽ ra khỏi đây. Nhưng bằng cách nào, chúng ta cần phải tìm cách thoát ra. Từ chỗ ẩn nấp, các cô gái đã nghĩ ra nhiều cách trốn thoát. Nhưng sau đó, đã có chuyện xảy ra. Này, chuyện gì đang xảy ra dưới đống thùng gỗ vậy? Đó là Sophie. Bắt được các ngươi rồi. Mia, làm gì đó đi. Tránh xa chúng tôi ra. Ngươi cần tìm những phép thuật mạnh mẽ hơn đó của chị họ thân mến. Em không phải là kẻ ác. Hãy để bọn chị đi, Sophie. Ta không phải là Sophie. Ta là nữ hoàng tuyết. Cô sẽ làm gì chúng tôi? Phù thủy tối cao sẽ là người phán xét điều đó. Phù thủy? Cô ta sẽ giao chúng ta cho phù thủy sao? Điều này không thể xảy ra được. Mụ phù thủy đó rất ghét chúng ta. Tại sao phép thuật của cậu không có tác dụng? Phép thuật của cô ta mạnh hơn nhiều. Nhưng đừng mất hy vọng, Gaida. Khi các cô gái tiếp tục cố gắng tìm cách trốn thoát, Sophie đang nói chuyện với phù thủy qua quả cầu pha lê. Phù thủy tối cao, ta có một món quà sẽ khiến bà vui vẻ. Thật vậy sao, nữ hoàng tuyết? Món quà mà người nói đến là gì? Bà hãy tự mình xem đi. Cả hai người sẽ trả giá cho những việc các người đã làm. Không còn món quà nào tốt hơn như vậy cả. Phù thủy tối cao, ta muốn mời bà đến lâu đài của ta để ăn mừng. Ta sẽ tới đó ngay. Tình hình trong hầm không được khả quan cho lắm. Gaida và Mia không thể nghĩ ra kế hoạch trốn thoát. Cho dù Mia rất cố gắng, cô ấy cũng không thể phá hủy câu thần chú. Chúng ta cần phải ra khỏi cái lồng này. Nhưng bằng cách nào? Có lẽ cậu có thể dùng sức mạnh để mở khóa. Mình xin lỗi, mình đã cố gắng nhưng vẫn không đủ mạnh. Có lẽ chúng ta có thể sử dụng thứ này. Ý cậu là cái đinh sao? Phải, nếu có thể nhặt nó lên, mình có thể dùng nó để mở khóa. Ta có thể sử dụng một ít phép thuật. Hay quá, có tác dụng rồi. Ôi không. Ôi Mia, mình đã làm gì thế này? Mình xin lỗi. Không sao đâu. Sophie và phù thủy gặp nhau để tổ chức tiệc ăn mừng. Đây là khoảnh khắc bà đã chờ đợi từ lâu. Sau khi ăn mừng chiến thắng của chúng ta, bà sẽ là người trừng phạt chúng phù thủy tối cao. Ta tự hào về ngươi, đầy tớ trung thành của ta. Chúng ta sẽ trừng phạt họ như thế nào? Chúng ta có thể biến chúng thành bọ. Không xong rồi, phù thủy sẽ biến chúng ta thành những con bọ. Sophie nâng ly cùng với phù thủy. Hãy ăn mừng chiến thắng của chúng ta bằng nước thần ma thuật. Uống vì sức mạnh hắc ám. Gaida chợt nhớ ra một điều mà cô đã quên. Ta có thiện dược. Phải, chúng ta vẫn có bình thiện dược ở đây. Nó sẽ cứu chúng ta, Gaida. Ý tưởng hay đó. Tuy không thể hủy được câu thần chú, nhưng mình vẫn còn một vài phép thuật. Mình sẽ đóng băng thời gian của họ. Bây giờ cậu đổ đầy thiện dược vào ly nước của phù thủy. Cậu giỏi thật đó, Mia. Phải, giờ họ có thể uống nó rồi. Oh,
Chuyện gì đang xảy ra với ta vậy? Đây là cái gì? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Mình đang ở đâu? Khi phù thủy uống ly thiện dược kia, bà ta đã biến mất cùng với cái ác bên trong của mình. Và khi bà ta biến mất thì câu thần chú cũng vậy. Đúng, Sophie của chúng ta cũng đã trở lại. Hay quá, em đã trở lại. Mia, Jada, em rất cảm ơn hai chị. Em xin lỗi, em cứ tưởng em sẽ là nữ hoàng độc ác cả đời này. Nhưng mà hai chị đã cứu em. Em yêu hai chị lắm. Sophie, bọn chị đã rất sợ. Chị đã tưởng bọn chị sẽ bị biến thành bọ. Kondo-san.